Và bây giờ để bắt đầu chương trình, Ngọc Diễm và Khánh Huyền xin mời quý vị cùng đến với những thông tin vô cùng thú vị trong chuyên mục Bạn Có Biết. Kính thưa quý vị, chuyên mục Bạn Có Biết lần này chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ câu chuyện về sự ra đời của lịch dương lịch và sự có mặt của nó tại Việt Nam. Trên thế giới thì có rất là nhiều loại lịch, chủ yếu căn cứ vào chu kỳ của mặt trời hoặc mặt trăng. Và lịch thông dụng nhất hiện nay trên thế giới là lịch Ra Mã, mà người ta vẫn còn gọi là lịch dương lịch, hay ở Việt Nam người ta còn gọi là lịch Tây đó. Và đây là loại lịch được dựa trên chu kỳ của mặt trời. Và lịch âm và lịch dương thì lịch nào ra đời trước? Để trả lời cho câu hỏi này thì xin thưa, đó chính là lịch âm là lịch ra đời đầu tiên. Và lịch đầu tiên được lập ra vào năm 1753 trước công nguyên từ chu kỳ mặt trăng. Sau đó vào năm 532 thì linh mục Denis Lebitis đã hiệu chỉnh bản tính ngày lễ Giáng sinh kể từ khi Chúa Giêsu ra đời, mà ông định là ngày 25 tháng 12 năm 753 Rome. Và năm theo lịch La Mã thứ 754 đã trở thành năm thứ nhất, lúc này không có năm thứ không. Và đây cũng là năm đầu tiên mà lịch mặt trời quy định. Và kiểu tính toán này được nước Pháp dùng kể từ thế kỷ thứ 8. Cả lịch âm và lịch dương thì cho đến nay đã có nhiều lần thay đổi, và do cách tính bị nhầm lẫn, cách tính của Denis như đã nói ở trên thì sau này cũng đã được xác định rằng bị nhầm lẫn đến 4 năm. Và năm 1582 thì vua Gregorian đã mời các nhà thiên văn như là Lilio, Clavius hay cha con làm lại lịch, và họ nhận thấy rằng theo mặt trời thì cách tính trên đã trễ mất 10 ngày, nên giáo hoàng đã cho nhảy lên 10 ngày trong lịch của Rome, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Vì thế, ngày tiếp theo của ngày 4 tháng 10 năm 1582 lại là ngày 15 tháng 10 năm 1582. Nước Pháp thì đổi trễ hơn, đến ngày 9 tháng 12 năm 1582 thì họ mới đổi. Còn đối với nước Anh thì đợi đến ngày 2 tháng 8 năm 1752 thì mới thêm 11 ngày. Sau ngày 2 tháng 9 là ngày 14 tháng 9 năm 1752. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rằng dương lịch được phổ biến từ khi nào. Từ thế kỷ 16 cho đến thế kỷ thứ 19 thì châu Âu bành trướng và các nước dân tộc thuộc địa Mỹ Châu, Á Châu và Phi Châu đã phải dùng lịch của chính quốc. Và sau khi độc lập thì họ vẫn tiếp tục dùng lịch này. Từ năm 1922 thì Hội các quốc gia thành lập một ủy ban nghiên cứu về sự sửa đổi lịch đã kết luận là không thay đổi lịch nữa. Và từ đó đến nay lịch dương thực sự đã không thay đổi. Thực sự là mỗi lần đổi là mỗi lần cứ xáo trộn tất cả những cái cột mốc về thời gian. Nãy giờ thì chị Khánh Huyền vừa chia sẻ sự sử dụng lịch trên hệ thống rộng ở trên toàn thế giới. Thì tại Việt Nam lịch Tây đã có từ khi nào? Thì dương lịch ở Việt Nam dân gian còn gọi là lịch Tây. Và đúng như cái tên của nó thì lịch Tây bắt đầu xuất hiện và được đưa vào đời sống của nước ta kể từ khi thực dân Pháp đặt nền móng thống trị lên nước ta. Và từ đó cho đến nay, dù đã trải qua hơn 100 năm, tuy nhiên lịch này vẫn chưa hoàn toàn thay thế được thói quen dùng âm lịch vốn đã đi vào lịch sử lâu đời của dân tộc ta. Và hiện nay thì âm lịch và dương lịch vẫn được người dân sử dụng song song trên mọi miền đất nước.